Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ bán cho họ máy bay chiến đấu F-16, trong khi Washington ra điều kiện, Ankara chấp thuận để Thụy Điển gia nhập NATO. Thông tin trên được Reuters tiết lộ sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 29 tháng 5. Cuộc điện đàm được gọi đi từ phía Mỹ khi ông Joe Biden chúc mừng ông Tayyip Erdogan tại đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ thứ ba. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng đến bang Delaware ông đã trao đổi với ông Erdogan, chúc mừng ông ấy tại đắc cử. Ông Erdogan nhắc lại mong muốn phía Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ máy bay chiến đấu F-16. Tổng thống Mỹ Joe Biden đáp lại rằng Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO và việc này phải được hoàn thành trước. Tại cuộc điện đàm, đôi bên chưa đáp ứng được các yêu cầu cũng như mong muốn của nhau và sẽ trao đổi nhiều hơn về những vấn đề này vào tuần tới. Theo quy định, để trở thành thành viên NATO, ứng viên phải được tất cả các thành viên khác trong khối chấp thuận. Tuy nhiên, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cho tới nay vẫn chưa chấp thuận đơn gia nhập của Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách mua phi đội máy bay chiến đấu F-16 trị giá 20 tỷ đô la Mỹ từ phía Mỹ, mong muốn này bị Quốc hội Mỹ chặn lại nhằm phản đối Ankara về các vấn đề nhân quyền và chính sách của họ với Syria. Quốc hội Mỹ hồi đầu năm chỉ chấp thuận gói thầu 259 triệu đô la Mỹ, bao gồm việc nâng cấp phần mềm điện tử cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định này được các nhà lập pháp Mỹ thông qua chỉ vài ngày sau khi Ankara phê chuẩn việc gia nhập NATO của Phần Lan. Chính quyền ông Biden đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ ám chỉ nào về nguyên tắc có qua có lại giữa việc mua bán và việc mở rộng NATO, trái với tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vào hồi tháng 1. Thực tế, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ vào tháng 2 đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden, nói rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ không thông qua việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, họ sẽ không bỏ phiếu thông qua, ấm chỉ việc bán F-16 cho Ankara. Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái, từ bỏ chính sách trung lập hàng thập kỷ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO vào cuối tháng 3, song vẫn tiếp tục phản đối Thụy Điển, cho rằng Stockholm chứa chấp các thành viên của các nhóm vũ trang mà Ankara coi là khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuyên bố ngắn gọn về cuộc điện đàm giữa ông và người đồng cấp Mỹ cho biết, đôi bên đã đồng ý tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Tầm quan trọng của mối quan hệ này thậm chí còn tăng lên khi đối mặt những thách thức khu vực và toàn cầu.